Chuyện một cao thủ dạy Thái Cực Quyền cho Bác Hồ. Quý vị và các bạn thân mến, vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến, dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn luôn dành thời gian cho việc rèn luyện sức khỏe và đặc biệt là võ thuật. Bác luôn quan niệm việc cải thiện sức khỏe, tập luyện thể thao là một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng quốc gia, dân tộc vững mạnh. Vậy ai là người đã dạy Thái Cực Quyền cho Bác? Hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu trong video ngay sau đây. Võ sư Cố Lưu Hinh là ai? Cố Lưu Hinh, sinh năm 1908, mất năm 1990, là người Thượng Hải. Ông được biết đến như một trong những chuyên gia về Thái Cực Quyền nổi tiếng ở cả trong và ngoài Trung Quốc. Ông Hinh đến với võ thuật từ năm 11 tuổi. Trong suốt hơn 60 năm, ngoài việc chuyên tâm luyện quyền, ông còn thăm viếng nhiều bậc đại sư, danh sư quyền thuật khắp Trung Quốc, khiêm tốn học hỏi, chuyên tâm nghiên cứu Thái Cực Quyền. Trong suốt cuộc đời, ông Hinh dốc tâm nghiên cứu, tìm tòi, tận dụng những thế mạnh của từng môn võ thuật, chú trọng đến thực chiến, đồng thời có những so sánh khám phá hết sức có giá trị. Cố Lưu Hinh từng giữ chức Phó Sở Nghiên cứu kiêm trưởng khoa Thể dục Thượng Hải, Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thượng Hải, Ủy viên Hội Biên tập Đại Bách khoa Toàn thư Trung Quốc. Sau này có các tác phẩm như Thái Cực Quyền giản hóa, Làm thế nào để luyện Thái Cực Quyền, Thái Cực Quyền thuật, Nghiên cứu Thái Cực Quyền, Trần thức Thái Cực Quyền, Pháo trùy Trần thức Thái Cực Quyền lộ thứ hai. Ông Hinh cũng từng nhiều lần ra nước ngoài dạy quyền. Vậy cơ duyên Cố sư Lưu Hinh đến Việt Nam và gặp Bác Hồ rồi truyền thụ võ thuật cho Bác là như thế nào? Võ sư Cố Lưu Hinh dạy võ thuật cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2004, trên tạp chí Võ thuật Trung Hoa có đăng lại một bài tự thuật của võ sư Cố Lưu Hinh về chuyến sang Việt Nam dạy võ cho Hồ Chủ tịch. Nhờ đó, chúng ta mới biết rõ về việc học Thái Cực Quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Võ sư Cố Lưu Hinh kể rằng, ông đã ở Hà Nội từ tháng 1 đến tháng 4 năm 1957 để dạy quyền cho Bác Hồ. Việc này bắt nguồn từ chuyến thăm của Thủ tướng Chu An Lai và Phó Thủ tướng Hạ Long vào tháng 10 năm 1956. Khi đó, Phó Thủ tướng Hạ Long, vốn là một người rất ham thích võ thuật, đã giới thiệu với Bác Hồ về tác dụng dưỡng sinh và trị bệnh của Thái Cực Quyền. Người nghe xong rất hứng thú nên đã đề nghị phía lãnh đạo Trung Quốc cử chuyên gia sang hướng dẫn. Sau chuyến thăm này, Ủy ban Thể dục Thể thao Trung Quốc đã giao nhiệm vụ cho võ sư Cố Lưu Hinh. Trước khi đến thủ đô Hà Nội dạy Bác Hồ, Cố Lưu Hinh rất băn khoăn vì Thái Cực Quyền có nội dung chiến đấu mà Bác Hồ thì tuổi đã cao, hơn nữa lại là lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Dạy nhẹ thì không hiệu quả, mà nặng quá thì e lại là không tôn trọng với Bác. Sau cùng, ông Hoàng Trung, Phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao của Trung Quốc quyết định chỉ cần chú trọng đến phương diện y lý trị bệnh mà không cần phải dạy chiến đấu, kỹ tích. Ngày 12 tháng 1 năm 1957, võ sư Cố Lưu Hinh đến thủ đô Hà Nội bằng tàu hỏa. Bác Hồ cử người của Ban Ngoại vụ ra đón. Thời gian đó, Bác Hồ đang bận chủ trì một hội nghị của Đảng. Nhưng ngay hôm sau, người vẫn thu xếp thời gian đến gặp võ sư Cố Hinh. Người nói chuyện với võ sư bằng tiếng Quảng Đông rất lưu loát. Trong buổi gặp đầu tiên ấy, Cố Lưu Hinh đã tặng Bác Hồ 3 cuốn Thái Cực Quyền giản hóa do Ủy ban Thể dục Thể thao Trung Quốc ấn hành và toàn bộ hình ảnh Dương Trừng Phủ đi quyền. Võ sư Cố Lưu Hinh viết rằng, Hồ Chủ tịch quy định thời gian tập rất khoa học. Buổi sáng từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút, chiều từ 18 giờ đến 19 giờ. Trong buổi tiệc chúc mừng năm mới, tôi đã được Hồ Chủ tịch mời tham dự và giới thiệu với một số cán bộ cao cấp. Phần lớn trong số họ là xuất thân từ quân ngũ, cơ thể vạm vỡ, sức khỏe dồi dào. Tôi cũng tự nghĩ là không biết liệu mọi người có chịu tiếp thu nguyên tắc của Thái Cực Quyền được hay không. Do vậy tôi có đề nghị với Bác Hồ rằng trước tiên giảng về quyền lý, phương pháp luyện tập để có cơ sở ban đầu. Hồ Chủ tịch rất tán đồng. Theo kế hoạch, Bác Hồ bắt đầu tập Thái Cực Quyền từ ngày 5 tháng 2 năm 1957 theo giáo trình tập luyện trong 40 ngày do võ sư Cố Lưu Hinh biên soạn. Bác rất trân trọng nhân tài và cũng rất quan tâm đến mọi người nên đã chỉ thị cho những cận vệ và các cán bộ gần gũi với mình cùng tập luyện rèn luyện sức khỏe và phòng thân. Theo lời tựa cuốn Thái Cực Quyền của cố võ sư Cố Lưu Hinh, do ông Tạ Quang Chiến, nguyên Tổng cục trưởng Thể dục Thể thao Việt Nam và cũng là một cận vệ của Hồ Chủ tịch thời đó cho biết. Bác Hồ rất trọng nhân tài và quan tâm đến mọi người xung quanh, nên chỉ thị cho chúng tôi tổ chức thành lớp học có gần 20 anh, chị em cùng tham gia học Thái Cực Quyền. Chính tại cái sân rộng rãi, trách phía sau bên phải ngôi nhà một tầng, nơi bác đã từng ở và làm việc gần 10 năm sau giải phóng thủ đô. Sáng sáng, người dậy rất sớm để cùng lớp học nghiêm túc theo từng động tác của lão võ sư. Bác Hồ còn cùng lớp học, không bỏ buổi nào, nghe võ sư Cố Lưu Hinh giảng giải về lý thuyết võ học, võ đạo. Người thường ân cần hỏi han trân trọng và nhiều lần giữ lão võ sư ở lại cùng ăn sáng và trao đổi ý kiến rất là cởi mở, thân mật. Bản thân võ sư Cố Lưu Hinh cũng kể, thư ký Tạ Quang Kiện, có lẽ chính là ông Tạ Quang Chiến, và cận vệ trưởng Vương Văn Trương đều nói là buổi sáng người dậy từ 4 giờ, sau đó bắt đầu bật đèn và tự tập Thái Cực Quyền. Buổi sáng Bác Hồ cùng với thư ký, cảnh vệ, đầu bếp tập 3 đến 4 lần quyền. Buổi tối có lúc lại ngồi xem tôi hướng dẫn luyện, vừa tập theo, đồng thời chỉnh tư thế cho mọi người. Bác Hồ vốn có cơ bản về võ thuật, cho nên tư thế động tác gọn và chuẩn hơn những người khác, tốc độ cũng nhanh hơn chút. Nhưng người cũng kiên trì đợi tập cùng mọi người đến khi nào thuần thục mới thôi. Theo kế hoạch là 40 ngày, nhưng vì vậy mà phải kéo dài thêm. Từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 16 tháng 4 đã trải qua 62 ngày luyện. Đến cuối tháng 4, võ sư Hinh về nước vì tháng 7 phải tham gia Đại hội Võ thuật Toàn Trung Quốc. Khi chia tay, Bác Hồ nói, nếu đã vậy thì chúng tôi cũng không giữ anh ở lại nữa. Hy vọng sau này có cơ hội thì lại mời anh sang dạy quyền. Nhưng vào cuối năm đó, võ sư Cố Lưu Hinh lại có vinh dự dạy quyền cho Bác Hồ khi người sang Hàng Châu, Trung Quốc. Tại đây bác ở tại Hoa Viên Tạ Gia, còn ông Cố Lưu Hinh thì được công an tại thành phố Thượng Hải đưa tới khách sạn Đại Hoa cạnh Tây Hồ. Dịp này bác tập luyện với võ sư Cố Lưu Hinh thêm được nửa tháng nữa. Khi chia tay, bác tặng ông Cố Lưu Hinh một bức chạm tháp rùa Hồ Hoàn Kiếm bằng ngà voi rất đẹp. Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi học được Thái Cực Quyền rất kiên trì luyện tập. Ông Tạ Quang Chiến viết trong tài liệu đã dẫn ở trên. Qua tập luyện của Hồ Chí Minh những năm 1955 đến 1957 so sánh với trước đó, chúng tôi thấy Thái Cực Quyền là bài tập mà người ưa thích nhất. Có lẽ vì nó hấp dẫn, mang lại kết quả tích cực, rất thích hợp với mọi người, đặc biệt là người lớn tuổi. Bác Hồ đã tập luyện võ thuật bao nhiêu lần? Chính vì tính hiệu quả của võ thuật mà Bác Hồ luôn chú ý đến việc phát triển thanh niên nói riêng và con người Việt Nam nói chung một cách toàn diện. Bản thân bác rất gương mẫu rèn luyện, trong đó có rèn luyện sức khỏe. Có thể nói sinh thời Bác Hồ đã 4 lần học võ. Lần thứ nhất là năm 1913 tại London. Anh Quốc là quê hương của phong trào hướng đạo thế giới, phong trào do huân thước Baden Powell sáng lập năm 1907. Trong thời gian ngắn ở London, anh nhận thấy tổ chức này có thể có ích về sau để tập hợp thanh thiếu niên và tổ chức giáo dục, rèn luyện nhiều mặt, khơi dậy lòng yêu nước, yêu thiên nhiên, gắn bó trong cộng đồng bình đẳng. Bác Hồ đã tham gia là hướng đạo sinh đầu tiên của Việt Nam. Ngày 31 tháng 5 năm 1946, Bác Hồ gửi thư nhận lời làm chủ tịch danh dự của Hội Hướng đạo Việt Nam. Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục đầu tiên của Việt Nam, ông Vũ Đình Hoè, trong hồi ký có kể rằng năm 1948, một lần sau cuộc họp Hội đồng Chính phủ có đốt lửa trại, trại trưởng Hoàng Đạo Thúy giới thiệu chủ tịch danh dự khai lửa. Mọi người hết sức ngạc nhiên khi thấy Bác Hồ bước ra vừa đi vừa múa hát bài Hướng đạo ca. Anh là anh hùng xưa, nhớ hồi là hồi niên thiếu, giấy binh lấy lau làm cờ. Ông Vũ Kỳ, sinh năm 1921, mất năm 2005, thư ký riêng của Bác Hồ có lần nói vui. Bác Hồ có võ đấy, võ Tây thì học từ năm 1913 ở bên Anh, võ Tàu năm 1925, còn võ ta thì... Lần thứ hai, năm 1925, ở Quảng Châu, Trung Quốc. Sau nhiều lần đề nghị được về gần Tổ quốc để hoạt động gắn với phong trào trong nước, ngày 25 tháng 9 năm 1924, Bác Hồ nhận được quyết định của Quốc tế Cộng sản cho phép rời Moscow về Quảng Châu, Trung Quốc. Trên danh nghĩa công khai, người lấy tên là Lý Thụy, dân địa phương, làm phiên dịch cho trưởng phái bộ Liên Xô Borodin, cố vấn chính trị bên cạnh Tổng thống Trung Sơn và là phóng viên của hãng Rosta, cục thông tin của Liên Xô. Trong tổ chức thì mang bí danh Đồng chí Vương. Một bài báo Tết viết về Bác Hồ học võ, Cố Thiếu tướng Cục trưởng Cục Cảnh vệ Bộ Công an Hoàng Hữu Kháng nhắc lời Bác Hồ. Ngày trước ở nước ngoài, Bác Hồ cũng tập võ để luyện sức khỏe. Được hỏi, ông Vũ Kỳ, thư ký của Bác cho biết, đây là thời gian thuận lợi nhất Bác Hồ đã tranh thủ nghiên cứu lịch sử văn hóa đất nước Trung Quốc, học thêm tiếng Hoa và học võ thuật rất bài bản. Điều này giải thích lý do sau này Bác Hồ tập võ rất nhanh và mọi động tác tiến thủ đều rất điều luyện. Đó là do Bác Hồ hết sức tận dụng hoàn cảnh thuận lợi trong trường quân chính Hoàng Phố, có các đồng chí sinh hoạt cùng chi bộ trong đảng Pháp ở Paris từ năm 1921 như Chu An Lai, Bành Bái, rồi Trương Thái Lôi đi cùng chuyến từ Moscow về đây với Bác Hồ, và các chuyên gia Liên Xô giúp đỡ, nhận người của ta vào học từ lớp đầu như Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn. Chính số anh em này đi học về dạy lại cho Bác Hồ. Lần thứ ba, năm 1945, trên nóc Bắc Bộ Phủ. Tình hình tại Hà Nội từ sau ngày 9 tháng 9 năm 1945 càng hết sức căng thẳng vì có thêm đội quân ô hợp của Trung Hoa Quốc dân Đảng sang nước ta để giải giáp quân đội Nhật phát xít. Chúng còn mưu đồ Hoa quân nhập Việt cầm Hồ, đem theo lũ Việt gian bán nước trong hai đảng Việt Quốc Việt Cách nhằm lật đổ chính phủ vừa thành lập. Những vụ bắt cóc ám sát cán bộ xảy ra ngày ngày và liên tục. Tòa Khâm sứ cũ, số 12 Ngô Quyền là điểm ngắm số 1 của đủ loại gián điệp các nước. Việc bảo vệ tuyệt đối an toàn cho lãnh tụ được Trung ương đặc biệt chú ý. Riêng Bác Hồ đã lâu chỉ quen tập thể dục thể thao. Để quân tử phòng thân, Bác đã đề nghị anh Kháng, tức Lý, xem có bài quyền nào dễ thì hướng dẫn cho Bác cùng tập. Anh Lý lĩnh ý, bác cháu sẽ tập bài Bát Bộ Liên Hoa Quyền. Anh Lý nghĩ tuổi Bác đã 55, tập nhanh thì cũng phải mất một tuần. Nhưng không ngờ, hai bác cháu ở trên sân thượng, sáng từ 5 giờ, tối lúc trăng lên. Chỉ 3 ngày là Bác Hồ đã lắp ráp, lướt những đường quyền mềm mại, nhanh nhẹn, rồi lại đột nhiên trụ vững các thế, Thái Sơn áp đỉnh, độc cước phi thần. Những năm trên chiến khu Việt Bắc, sáng, tối, sau bài tập thể dục, Bác Hồ vẫn luyện các bài quyền và động viên hướng dẫn cả các vị bộ, thứ trưởng cùng tập. Khó có ai không tập theo lời Bác. Lần thứ tư, năm 1955, trong Phủ Chủ tịch. Ở Hà Nội, điều kiện đã tốt hơn, nhưng tuổi Bác Hồ đã 65. Trung ương đề nghị Bác mời một chuyên gia Trung Quốc sang hướng dẫn môn tập hiện đại phù hợp. Vậy là tối lúc 8 giờ, trong Phủ Chủ tịch, trên bãi cỏ khuất sau vườn cây, giáo sư Cố Lưu Hinh từ ngoài phố Phan Đình Phùng đi vào đã thấy có mặt Bác. Người trong bộ đồ lụa nâu đứng chắp tay chào sư phụ đúng luật nhà võ. Bác Hồ học rất nhanh, chỉ nhìn thầy hướng dẫn có một lượt là tập theo chuẩn xác. Cố giáo sư hết lời khen ngợi, hiếm thấy, hiếm thấy. Hôm chia tay sư phụ, Bác mời cơm cảm tạ. Trước khi vào bữa, Bác chủ động đề nghị được biểu diễn thu hoạch đợt học để được sư phụ phê bình. Giáo sư cúi đầu chắp tay, không dám, không dám. Chỉ xin chủ tịch, nếu được thì cho xem bài Thái Cực Quyền do chính người tự biên cho phù hợp với mình. Như vậy, người đã rất yêu thích môn võ thuật này từ trước khi đến với môn Thái Cực Quyền. Lần thứ tư là khoảnh khắc vô cùng đặc biệt. Mặc dù thời gian mà cố võ sư Cố Lưu Hinh tập cho Bác không nhiều, nhưng đủ để Bác tự bảo vệ mình và rèn luyện sức khỏe của mình thường xuyên. Từ đó truyền bá sâu rộng đến đông đảo mọi người và nhân dân Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi tiết lộ cao thủ dạy Thái Cực Quyền cho Bác Hồ. Các bạn nghĩ sao về tinh thần thượng võ của Bác Hồ kính yêu? Chúng ta hãy học tập Bác, thường xuyên tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Đừng quên đăng ký kênh để cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu nhiều sự kiện, nhân vật lịch sử hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.